Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật nhanh cho các bạn về cái sự kiện Bull Shark Quét 2 Đến từ uh, dự án MyStay Lab uh, của mạng Sui nhé Đây là một cái sự kiện rất là lớn với tổng giải thưởng là 5 triệu Sui Chia đều cho tất cả những người tham gia Thì ở video trước thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn chi tiết về các cách để các bạn có thể tương tác Cũng như là tham gia ở cái sự kiện quét 2 này để chúng ta có thể nhận được phần thưởng và ở cái video này thì mình cập nhật cho các bạn một chút thông tin là hiện tại thì uh, cái bảng leaderboard của nó đã được cập nhật rồi các bạn này và hiện tại thì các bạn sẽ thấy là uh, nó đang cập nhật ở cái phần top player những người có có cái số point cao nhất thì hiện tại đã cập nhật đến top 12 và những bạn nào mà tham gia và hoàn thành những cái điều đủ điều kiện của các bạn ấy thì các bạn sẽ thấy là ở cái mục uh, you này các bạn sẽ thấy đây là cái như như ví dụ ở đây, đây chính là cái ví của mình. Các bạn cần phải kết nối ví Sui Wallet của bạn vào để có thể check nhé. Ở đây ví dụ như là đây thì nó hiển thị là rank của mình là đang là 40.000 này. Số lượng point mà mình đã kiếm được là 19.000 này. Và uh, cái 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 số lượng áp số lượng đáp ấy, số lượng đi áp mà mình đã tương tác là 3 trên 6 này là đủ điều kiện nhé ở video trước thì mình cũng đã nói rồi chỉ cần các bạn tương tác ít nhất là 3 trên 6 cái đáp thì các bạn đủ điều kiện và tổng số xui mình deposit là 16 xui đó thì uh, xếp hạng đang là 40.000 thì các bạn có thể thấy là cái tổng số lượng người tham gia hiện tại nó mới chỉ là 90.000 thôi nhá 90.942 thì cái khả năng phần thưởng của nó cũng sẽ khá là ok Bởi vì các bạn sẽ thấy là tổng là 5 triệu 5 triệu xui mà Đó thì à, Ở đây thì các bạn sẽ thấy là Thời gian mà các bạn tham gia thì nó sẽ kéo dài cho tới ngày Mùng 5 tháng 9 Thế nên nó còn khá là nhiều ngày nữa Đấy thì các bạn vẫn có thể tham gia vào cái sự kiện này Nếu như bạn nào mà chưa tham gia Thì các bạn xem lại cái video này Để các bạn có thể tham gia nhé Đó Ok Như vậy là mình cập nhật xong cho các bạn về cái sự kiện Uh, của dự án MySten Lab Quét 2 chia sẻ phần thưởng 5 triệu xui dành cho những uh, người tham gia đủ điều kiện. Ở Đây các bạn lưu ý là nó sẽ chia sẻ tổng là 5 triệu và 2,5 triệu dành cho top 5.000 player này và 2,5 triệu xui dành cho tất cả những người chơi đủ điều kiện. Đó, thì các bạn có thể uh, dựa vào đấy để có thể là tham gia và tính toán là cái số số thưởng mà các bạn có thể nhận được nhé đó ok như vậy là mình đã cập nhật xong nhá cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của tiểu giúp phụ những gì thắc mắc không hiểu thì anh em comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhá còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại